về rồi nè, bơi xuồng qua đây rước anh đi em. Dạ, chờ em chút nha, em bơi xuồng qua rước anh liền á. Chỗ cũ nghe. Ủa, mà chỗ cũ là chỗ nào? Cái chỗ mà hồi đó anh để bằng cho em ăn hoài, không nhớ à? À, cái chỗ mà đó anh bị con kiến nó cắn cái con à. Nó cắn con mắt anh sưng 3-4 ngày luôn, không nhớ sao trời. Nhanh đi, nhanh đi. Dạ. Ủa, mà anh nhớ ai vậy? Phải không đó? Sao không phải? Ai mà tin được miệng lưỡi đàn ông của anh chứ? Ủa sao vậy? À, mà lần này anh về á, rồi chừng nào anh đi nữa dạ? Anh có chuyện đột xuất rồi, cho nên chắc có lẽ là sáng mai anh đi sớm rồi. Cái gì? Mai đi à đó hả? Ừ. Bởi vậy em nghi đâu là có đó mà. Ủa mà em nghi cái gì? Mà có cái gì? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được mà lòng anh chung tình hay mà thay đổi. Anh thề là anh yêu chứ một mình em thôi, biết chưa? Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi? Chắc là có cô Hồng của Cúc não rỡn rồi chứ gì. Đâu có ai đâu. Ủa, người nào vậy? Nhưng mà nè, nhớ nghe anh, hai đứa mình nguyện thề son sắt, câu thủy chung tròn đời bên nhau. Dẫu cho đã mòn dù sông cố cạn, thì lòng ta vẫn không đôi dời. Hẹn mùa xuân giờ nói chuyện thề thốt quá trời luôn mà không biết có tin ta chưa? Chưa. Ủa sao chưa? Làm sao mà tin cho được? Ủa sao vậy? Biết đâu ngoài miệng thì nói thương em, nhưng trong lòng á thì nghĩ tới một người con gái khác đẹp hơn, phải không? Trời ơi, em nói gì là em nói quan cho anh rồi. Anh nói thiệt nghe, trong lòng anh á lúc nào cũng thương nhớ em thôi. Dù xa xôi cỡ nào anh cũng nhớ em. Anh thề, anh mà có thay lòng đổi dạ hả, cho máy bay nó cắn gãy giò anh luôn đi. Anh hề đọc quá ha. Sao không đọc? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được mà lòng anh chung tình hay mà thay đổi. Anh thề là anh chỉ yêu một mình Cúc đưa đồ của anh thôi hà. Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi? Chắc là có cô Hồng của Cúc não trởn thiệt rồi. Đâu có ai đâu. Người nào? Vậy ấy thì được, nhưng mà nè, rồi
là anh phải nhớ đó nha. Anh biết rồi, tuân lệnh bà xã tương lai, hồn gái nha.